Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là bếp nhà Trúc nấu món ốc bươu nấu coca xả ớt. Mình thấy nấu cái món này nó ngon mà nước nó ngọt nè, ốc bươu là ăn nó giòn. Nên là hôm nay mình chia sẻ cái món này với cả nhà mình. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem món này mình làm như thế nào nha. Ốc bươu là hôm nay là mình mua 2kg nè. Mình về mình rửa sạch với lại mình ngâm với ớt với lại là nước vo gạo á. Xong rồi bây giờ là mình ngâm được 6 tiếng rồi các bạn, là mình rửa sạch nha. Ốc bươu á là mình rửa sạch rồi nè. Các bạn thấy không, nó rất là sạch luôn. Mình cứ ngâm, mình ngâm nước vo gạo là rất là sạch nha. Và để chuẩn có bị nguyên liệu là mình có sả cây nè, củ gừng nè, tắc nè, ớt nè, và lá thơm nè. Lá thơm mình nấu với coca nó ngon lắm nha. Và tỏi và hành đã băm nhuyễn. Với 2kg ốc thì mình sẽ nấu với 1 lon coca. Coca khi mà mình nấu á, mình thấy nó ngọt lắm nha. Ốc nó ngon nữa, nó mềm, nó thơm lắm, nó giòn nữa. Rồi và bây giờ mình sẽ cắt cây, mình gọt vỏ đi cái phần củ gừng này các bạn. Củ gừng á, thì 1/2 củ gừng mình sẽ dùng làm nước mắm. Còn cái phần còn lại á, thì mình sẽ xào xả ớt chung với lại là ốc. Cái khâu mà làm nước mắm chấm với lại là ốc này rất là quan trọng nha các bạn. Bây giờ là mình cắt một ít củ gừng này mình cho vào, mình cho khoảng 2 trái ớt vào nha. Sau đó mình cho 2 muỗng đường vào á, các bạn sẽ đâm nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình để đây, sau đó mình bắt nước nè, mình cho mình sẽ trụng sơ qua cái ốc á các bạn, để nó bớt đi cái phần nhớt nếu nó còn á. Rồi nha, bây giờ là mình sẽ cho một ít dầu nè, khoảng 2 muỗng dầu á vào cái chảo. Sau đó mình sẽ cho cái phần tỏi và hành vô mình phi thơm nè. Hành tỏi nó thơm rồi, mình cắt ớt vào luôn nha. Để mình phi tiếp cho nó thơm nè. Sau đó mình cho khoảng là 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng hạt nêm và 1 muỗng canh đường. Hạt nêm á là mình dùng muỗng cà phê nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho thêm khoảng là 1 muỗng tương ớt và 1 muỗng tương cà vào cho nó lên màu đẹp nè. Sau đó mình tiếp tục mình phi thơm nha. Rồi mình cho ốc vào luôn nè. Sau đó mình sẽ trộn ốc lên để nó thấm gia vị. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần sả cây còn lại vào. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn lên tiếp nha. Và mình sẽ cho cái phần coca vào, mình đổ hết 1 lon vào luôn nha. Rồi trộn tiếp cho nó thấm nè. Sau đó mình đậy nắp và mình nấu là khoảng 10 phút á. Các bạn cứ nấu 3 phút là các bạn dỡ nắp cho nó bớt, nó thoát khí ra. Rồi bây giờ là hồi nãy là củ gừng với lại là ớt mình đã đâm nhuyễn rồi nè. Sau đó mình múc ra cái chén như thế này nha các bạn. Mình cho 2 muỗng nước mắm vào. Và mình khuấy lên hay mình trộn lên cho nó thấm nước mắm vô gừng vô ớt nè. Rồi mình sẽ cắt đi một muỗng, mình cắt đi một cái trái tắc nè. Xong mình bỏ hộp, mình lấy nước cốt thôi nha. Mình nặn vô như thế này là mình đã có một nước chấm ngon rồi nè. Rồi sau đó mình xem lại cái nồi ốc của mình nấu là khoảng được 7-8 phút rồi nè các bạn. Mình đừng có nấu lâu quá, nấu lâu quá thì ốc nó sẽ bị bủng á. Mình nấu như thế này là ốc nó còn giòn nè. Rồi bây giờ mình thấy là nó thơm lắm luôn á các bạn. Bây giờ mình nêm nếm lại gia vị nha. Mình trộn lên mình nêm nếm lại gia vị là mình tắt bếp mình ăn được rồi. Xem video nếu các bạn yêu thích, các bạn cho mình một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Đó, mình trộn lên rồi sau đó là các bạn sẽ cho đi thêm cái phần mà lá quế nãy mình chuẩn bị sẵn vào là lá thơm lá quế nè. Rồi các bạn trộn lên là mình tắt bếp luôn á các bạn. Như vậy là mình cũng vừa làm xong món ốc bươu nấu coca xả ớt. Món này thì cũng giống như là những món ốc bươu mình
hấp xả, hấp thái. Nhưng hôm nay mình làm là mình không có dùng me mà mình dùng nước coca đó, thì nó cũng rất là ngọt. Món này thì mình có thể ăn kèm với bánh mì, mình lấy bánh mì mình chấm vào cái nước này là cũng ngon lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra tô nè, rồi mình múc ra tô này mình ăn nha. Thơm lắm, cái mùi rất là thơm luôn. Thơm cái mùi lá thơm nè, xả ớt nè, và nó có mùi cay cay của tương ớt nè các bạn. Và gừng nữa rất là thơm nha. Vậy là mình cũng chia sẻ xong cái món này. Nếu các bạn có cái cách nào mà nấu nó ngon hơn á, các bạn có thể chia sẻ cùng với mình nha. Như vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.